Wow. Dĩa đựng xương. Dạ con cảm ơn. À, chú cho mình biết là cái dĩa vàng chú đem ra cho mình để đựng xương ấy cả nhà. Còn mình kêu cái đầu cá đây cả nhà cùng xem với cái tô nè. Quá to luôn. Đúng rồi. À, cho mình biết nữa nè, nó rau đầy đủ luôn ha. Hồi nãy là anh kia mua đầu cá về cô cũng có để rau riêng nè, còn nước riêng nữa. Đó, bịch nước rất là to luôn. Hi, xin chào cô chú anh chị cùng tất cả các bạn. Xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại mọi người trong video mới nhất của mình ha. Hôm nay mời cả nhà dùng món bún cá cùng mình và em Giao nha. Đây là quán bún cá của cô Nga. À, có địa chỉ nằm trên đường Châu Văn Liêm, đối diện với chùa Bình An ấy cả nhà, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Còn bây giờ mời cả nhà cùng vào khám phá món bún cá của cô Nga nha. Cô thì bán buổi trưa anh Thanh, để mình vô mình xem như thế nào nha. Khách ăn đây cả nhà. À, chào con Nga. Nè con Nga đang làm cho khách nè. Đúng rồi. Ở đây là cô nói là cô bao rau luôn đó. Ừ, bao rau luôn. Ăn uống thoải mái luôn. Dạ. Cái gì cũng thoải mái hết. Dạ. Tô mình bán là 20 ngàn hả con? Ừ, 20. Dạ. Ồ, hấp dẫn lắm nha. 20 một đồ ăn nhóc. Dạ. Nóng. Thơm quá. Ở đây là mình bán từ lúc mấy giờ cô? À, 11 giờ rưỡi tới 6 giờ chiều. 11 giờ rưỡi trưa là bán tới 6 giờ chiều luôn. Ừ. Có hôm là cô nói là sẽ hết sớm là tầm 4-5 giờ là hết nha. Ừ. Dạ. Khi hết sớm 4-5 giờ. Dạ. Cái này nước là mình trụng nè. Cái nào nước lèo á. À, sẽ có một nồi nước riêng á. À, nồi nước riêng mình trụng. Dạ. Cho nó đừng có lạc lạc cái nồi á. Cái nồi để cho nó nguyên chất đó con. Ở đây là con thấy là mình có để thêm đậu đũa nè. Đầy đủ hết. Dạ. Giòn cái đậu đũa này mình sẽ trụng nó trước hả con? Dạ, trụng trước, nó mới ngon. Con thấy cái màu nó đẹp quá. Cá chả ha. Đầy đủ mà. Quýt. Cá là xiên gầy luôn. À, quýt ở đây bán ngon lắm. Quýt ta thích, khách chịu ăn lắm. Dạ. Quýt mình là quýt bò hả con? Quýt heo, quýt heo. À. Mình bán bao lâu rồi cô? 2 năm rồi. 2 năm ha. Hả, thấy không, nhìn cái tô bún nha. Một cái tô bự như vậy là bao nhiêu cô? Có 25 ngàn. À, tại hai gói mì. Gói mì luôn. Dạ. Nếu mà không có hai gói mì có 20 mà. Dạ. À, cái tô này là ăn bao no luôn ấy. Đúng rồi. Thấy ngon không? Dạ, quá hấp dẫn rồi. Nhìn thấy nó hấp dẫn ha. Dạ. Con chạy ngang con nhìn là thấy khách đông quá là con phải ghé vô giới thiệu cho mọi người liền. Nè. Mà đặc biệt anh Thanh ơi. Địa cái nha. Cái gỗ. Cái nồi cá đâu. À. Không để cho để đậu không? Quá trời nhiều thịt luôn. Cô đã tách những cái xương ra hết rồi đó anh Thanh. Vậy ha, cô làm mà dày dày luôn á. Thôi giờ mình để lại cho cô nha. Còn đây nè. Là những cái đầu cá là cô nói là một cái đầu mình là bao nhiêu cô? 30. Dạ. 30 một cái. Đầu to hình như là 40 hả cô ha? Đầu to 40. Dạ. Ngon quá. Đúng rồi. Dẫn ha. Cái này hình như cô dùng nghệ tươi luôn hả cô? Nghệ tươi không, làm nghệ tươi không, chứ không có làm nghệ bột. Nghệ bột nó không có thơm. Dạ. Thơm thơm thật. Wow. Nó bụng rồi ạ. Trứng vịt lộn. Ôi trời, rớt một trứng rồi. Để sao? Dạ. Trứng lộn kêu. Ở đây là mình bán bao nhiêu một trứng cô? 7 ngàn. Dạ, 7 ngàn. Lên giá mà hỏng thế là dữ lắm luôn mà cũng bán giá 7 ngàn. Cái này là khách kêu thêm mang về hả cô? Ừ. Giá rất là bình dân luôn. 20 ngàn ăn không hết. Dạ. Tô to lắm. Có chuẩn bị đầy đủ hết. Con nói không để giá hả con? Dạ không giá. Con đi ngang con thấy khách đông mà. Dạ, cũng chạy ngang con thấy đông quá. Thì bán không kịp. Dạ. Thôi mình nên bán rẻ đâu có lời lớn nhiều đâu có mướn người. Rồi.
Dạ con thấy các cô làm từ thiện luôn. Mình làm từ thiện luôn. Thấy không? Cái đó là ngày như mình làm từ thiện luôn, bán rẻ khỏi mắng người. Cá miếng nào miếng to lắm luôn á. bữa nay là cái này nhỏ đó. Dạ. Bữa này cái này nè cao dung như vậy nè, bán. Tại cuối tuần thôi ha. Ừ. Cuối tuần mình bán hơi ít lại. Cũng hôm nay là mình đi ngay là cuối tuần cho nên là nó hơi ít, số lượng ít hơn. Một bọc gì để hai miếng quýt. Học cái đầu nhỏ. Lấy ớt đầy đủ hả con gái? Dạ. Cô để sạch nắp nữa. Nó nữa nói sao nghe cô? Tại của hai ba bọc rồi, không có nhớ nổi. Không quen về nữa anh Thanh, ăn xong rồi quen về. Tôi nhiều khi ta mang về 4-5 bọc. Dạ. Đầy đủ cho ta, đầy đủ mắm me rồi đầy đủ. Về người ta có người ta ăn. Dạ. Cái này của cô. Cô đó đó. Ừ. Rồi con nói sao? Bọc bún, bọc bún thêm, bọc bún nhỏ, đầy đủ, bọc bún lớn đầy đủ. Nấu cá nhỏ đúng không cô? Ừ. Nấu cá nhỏ nhiêu? Nấu cá nó tính cổ 25 thôi. Tại vì nấu cá bé rồi. Dạ. Ở đây bán là 70 khách cũng là yên tâm đó. Vừa nó không phải để giá. Con thấy thường những ngày cuối tuần á người ta ít có bán, người ta nghỉ luôn. Ở đây là bán trên. Dạ. Tại vì khách quen. Dạ. Dạ. Ở đây là mình bán suốt luôn hả con? Suốt ha? Luôn. Dạ. Là không nghỉ ngày nào hết luôn không. Đó. Lúc nào đột xuất mình mới nghỉ ha con ha. Ừ. Có công chuyện mình mới nghỉ. Dạ. Để đưa tờ này cái chú hỏi. Rồi vô. Ừ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn hai đứa. Ăn ngon không? Cô vui vẻ lắm luôn á. Ừ. Mình bán mình vui vẻ, khách nó khá thích. Chứ bán mà khó khăn quá ai dám lợi. Dạ. Không? Như để sẵn ba đồ đó đó, cho ai ăn nhiều ăn lấy nhiều lấy đó. Vậy luôn. Ừ. Đó để sẵn vậy đó. Bọc á. Rồi tâm bọc á, ví dụ dạ. Ta ăn nhiều ăn nhiều chứ. Dạ. Ừ. Có thể lấy thêm được luôn, lấy thêm được dạ. Luôn. Thoải mái lắm. Này là mắm me hả cô? Mắm me. Dạ. Đó nữa mấy cô ăn mắm me tôi thử đi. Dạ. Vậy là chắc mình cũng có lã sơ chế qua hả cô ha. Khách tới đây ta chịu ăn mắm me nhiều nhất. Dạ. Đây làm nó đặng đậm đặc đó. Dạ. Chị mua cái đầu cá. Con còn đầu cá hả? Đầu cá dừa hả? Cái dừa xinh to luôn á. Thường là mình có còn lên đầu nữa không cô? Hay là mỗi ngày chỉ có mấy tầm cái cá? Là có mình nên nè, không có mướn dạ. Người bởi vì làm đầu ít lắm. Ừ. Nên là phải đi sớm anh Thanh là mới còn có đầu. Ừ. Thì đi sớm nó có đầu. Dạ. Trễ là hết. Thịt nhóc hết trơn luôn. Cái bọc thêm để rau không? Cắt vào. Bọc thêm hỏi rau là da bún nhiều. Cái này bọc thêm tính 5.000. Dạ. Tổng bọc gì 20.000. Dạ. Cái nước nhiều lắm đó. Hai bọc là 25.000. Đã ăn thoải mái luôn. Dạ. Rồi này bọc bọc em bé nè. Bọc thêm có cá nữa cưng. Bọc bún nhỏ. Bọc bún nhỏ có cá nha. Để cá thôi phải không? Ăn quýt không? Cô cho ăn luôn. Ừ. Cái YouTube này lấy tên gì cơ? Dạ Thanh Võ Vlog có chứ.
Hành dạ, gì? Dạ hành vỏ. Hành vỏ hả? Dạ, dạ đúng rồi. Bán gì? Không kịp. Dạ không kịp thiệt. Đấy đầy đủ ha, đồ chấm á. Ha. Làm cho khách này chưa xong là khách, khách kia lại vào rồi đó kia nha. Chị ăn gần hết rồi chưa có cái nồi cá. Nồi cá đang nóng dạ, rồi đó. À, ăn xong rồi mua về nữa. Biết sao không? Nồi cá đây bán không có tanh. Dạ. Cuối con 35.000. Chị cái nồi cá để ra không chị? 35.000 thôi. Ở nhà thấy cái bọc xô đùng đó, chú sách ra cho chị kìa. Có 35.000 thôi. Cái gì nó cái mình trụng nè. Dạ. Cho nó chết chỉ trụng. Dạ. Nước nóng quá. Dạ. Mình làm kỹ càng cho khách ăn đừng về đau bụng, không có bệnh. À. Ừ. Ủa cái đầu này to lắm mấy cô. Cái đầu đó bao nhiêu cô? Cái đầu này 30. Dạ, 30. À. Dặn qua. Tại vì có không chịu ăn rau, với ăn rau cũng cho ăn. Dạ. Cho rau ăn nó không có ngán. Một bún này nó chung hay riêng cậu? Chung. Chung nha. Khắp hai bên nữa nha. Đang đợi. Con làm cho cho anh rẻ. À. Cái này làm nó bụng rồi đó anh Thanh ơi. Thôi để ăn đi rồi biết ra. Yeah. Yeah. Con là cũng thích ăn rau nhiều nữa. Ê. Một ngày bán hai nồi nước nè. Dạ. Có nước uống không? Có xăm. Có đầy đủ đó cơ. Có nhà đàm nữa. Cái chai ra uống rồi ha. Dạ. Muốn uống ly uống. Mỗi một bọc gì mình cho hai cục huyết. Dạ, cái tô cũng vậy luôn ha. À, tô một cục. Tại vì nhà ta đổ ra ta ăn nhiều hơn. Dạ. Tô đã có cục rồi. Mua về là cũng 20 luôn hả con ha? 20 luôn. Dạ. À, mua về ha là đổ ra là một tô bự đó. Ừ. Giận quá. Ở đây cô dùng nghệ á. À, dạ. Cái phần thơm. Nước nó vàng nó thơm. Đứng đây ngửi cái mùi quá thơm luôn. Cái đầu cá cũng hấp dẫn lắm anh ha. Cái đầu cá ăn không miếng tâm dạ. Làm kỹ lắm. Bây giờ mình cái ruột nhỏ đấy ha, phải lấy cái dao cái kéo nó, cái kéo nhỏ mình cắt ra mình nạo chậm. Wow, ghê lắm. Tại vì nó đóng nó chậm á. Dạ, cái phần ruột nhỏ cô vẫn phải cắt ra để cạo luôn. Nè, coi thử từ cái ruột luôn, cắt dạ, trên ra luôn. Dạ. Bởi vì làm hả là lâu dạ, ít có cái đầu lắm. Cực quá, một ngày có 10 cái thôi. Dạ. Nếu dạ, mà làm thêm nữa thì mới đủ quán. Dạ, quá cực. Ừ. Cô ơi, cô còn khách kìa cô, còn khách kìa không? Chị Phương, hai tô ha. Chị không trả. Cô không trả luôn. Dạ. Mình sẽ tranh thủ để được ăn cái đầu nha. Thôi khách vào ngồi hết đầu ấy. Đặt trước một cái đầu. Cái đầu cá lớn 40. Đó, khách vào nữa cái nhà. Ờ, bán không kịp. Dạ. Bán từ ra 11 giờ gửi không? Bán gì tí ha. Tới chiều đứng luôn. Dạ. Khi ăn uống không có được ăn luôn á, bảy nẻm nhôm mà liên tục suốt luôn. Ừ. Thôi bán gì thấy ham cô ơi. Bán không ăn được luôn. Dạ. Uống không được uống luôn. Tôi uống không đậu không giả. Rất ngon quá.
nó huyết ở đây cũng ngon lắm luôn. Huyết cái này ngon. Yeah. Nó không có hôi, nó không có tanh. Không có chả, nó mình để cá gì nhiều cho khách. Thêm cá vô, không có chả thêm cá vô. Yeah. Bù qua. Dưới 500 rồi tôi đưa một đưa bữa 200 nữa nhau. À, số dưới 500 nè. Thì ông đưa nhiêu đó ông đưa họ. À, của chị. Không không mà cắt cái chả là được nữa nè. Được hết chả rồi kìa. Thơm quá. Xong này cô làm cho con một tô. Dạ. Yeah. Mình sẽ ăn trước một tô nha cả nhà. Để cho cả nhà cùng xem tô bún cá của cô nghe nha. Đúng rồi. Anh Thanh sẽ ăn sao nó sẽ nóng ngon. Ừ. Ăn sao nước nó ngon. Dạ. Dạ. Càng sắc càng ngon. Thấy không? Dạ. Một gỗ cá luôn hay là hết một gỗ rồi đó. Ừ. Thì qua sẽ lấy hết gỗ rồi đó. Dạ. Đây, cô chị đây. Đổ hả? Nó bị cái nó dở rồi xong rồi. Dạ. Cô làm cho anh cái nha, để anh để lâu. Cậu ăn đi sao cậu? Hồi nãy anh vừa mới kêu cái gì anh? Không đậu, đậu không chả. Thì đoạn này quá ghê. Không kịp dậu luôn cô. Bán kỹ lắm. Dạ. Yeah. Cô nhà mình gần đây không cô? À, nhà cha mẹ thì gần đây. À. Nhà riêng của cô trên chỗ ôm á. Dạ. Chỗ ôm mình trên này nè. À, mình sáng rồi mình trưa rồi mình phải đem đạn hả cô? Ừ. Dạ. Nếu mình chán cái tô nè cho nó chết với trụng sạch. Dạ. Là sẵn mình trụng rau mình chán cái tô luôn cô ha. Cho cái tô nó trụng cái tô cho nó sạch đó. Dạ. Học công hay chuyện. Không chả không đậu quá. Dạ, không đậu không chả quá. Miếng cá vừa bự không? Dạ, thịt nhiều lắm đó con. Chiều chỗ nó ăn bát tí xíu. Ở đây để nhiều, để to. Ừ. Vậy đó, thấy không? Dạ. Hôm nay cô tô cô uống rẻ rồi. Cô một hồi cô làm cho con tô bún ha. Con trụng hay không trụng? Dạ trụng đầy đủ đi con. Trụng đầy đủ ha. À, cô lấy tô này là làm tô 25 cô ha. 25 là đồ nhiều nha. Dạ. 25 là cô làm đồ nhiều đó. Còn cái tô này nhỏ thì 20. Bún ít thôi cô ha. Cho con quýt thêm chứ. Con ăn bún ít hả? Dạ con ăn rau nhiều. Dạ. Mua lên dạ. Mấy cậu nó mua đầu. Ừ vô con quay luôn. Chờ cho con cái đầu cái nha cô. Ừ, quay cho vô nhà vô cửa. Hả? Lấy đầu luôn ha. Thử kiếm cái đầu em. Cô để cho con cái đầu nữa nha cô ha. Ừ.
Đậu đũa, đổ đũa ha, một hồi ăn bùi ngon lắm. Dạ. Dạ mình trụng trước thôi ha. Ừ. Ba mươi. Đây của con gái đây. Dạ. Hết lượng ngoài đầu ấy cả nhà. Con ấy tô 25 phải không? Dạ. Tô 25 con thêm cái gì? Con muốn thêm gì? Con thêm cá đi. Cá ha. Dạ. Có một cái đầu luôn nha. Ừ. Cậu lấy hai cái phải không? Không gian quán bún cá của cô Nga đây cả nhà. À, tuy nhỏ nhưng mà có hẩm nước không đủ ăn phải không? Ra vào liên tục luôn ấy. Nãy giờ cả nhà cũng xem là cô Nga bán không kịp ngừng tay. Người thì mua bọc đem về, người thì mua đầu đem về. Mỗi ngày cô chỉ làm được 10 cái đầu thôi đấy cả nhà. Tô bún cá rất là ngon luôn nha mọi người ơi. Rất là hấp dẫn luôn đó. Bình thường thì cô sẽ bán 20 ha. Và giao kêu là tô 25 luôn. Nó sẽ đẩy thêm cá cho mình nữa nè. Nhiều cái ha. Tô, xay đấy. Cái tô 25 với cái tô tập 20 khô, nó khác nhau hoàn toàn nha. Đúng rồi. Ừ. Tô 20 có chút xíu à, còn tô 25 to lắm ấy cả nhà. Cô sẽ để một cái tô riêng á, cái tô to riêng. Từng miếng thịt coi miếng nào miếng nó dày kìa. Nhất là những cái phần rau mà nhìn nó còn xanh luôn á anh Thanh. Bây giờ mình sẽ pha nước chấm. Cô nói ở đây khách rất là thích ăn mắm nghe á. Lại lấy chưa? Không có bán đâu. Mắm nghe của cô nè. Phần mắm nghe đặc biệt làm khách mê mẩn luôn nha. Em giao phải trộn lên. Cái này đẹp quá. Rồi, lấy ớt xong suốt luôn. Ớt cắt không? Cô lọc những cái phần me luôn anh Thanh. Chỉ còn cái phần nước thôi. Lấy mắm me nhiều đó lấy đi nha. Dạ. Ở đây là cô để cho mình là tự lấy luôn. Cô nó muốn lấy nhiều lấy. Rất là thoải mái luôn. Ô mà ngoài ra thì ở đây còn em thấy là đủ rồi. Cái gia vị rất là nhiều luôn anh. Cô có để đường nữa nè. Của cậu 70 phần tiêu nữa nè. Để mình tự niêm hết ta. Cái đó là muối tiêu của em. Thôi là 30. Ớt nè, ớt khô nè. Rồi nước mắm nè. Mắm mặn. Rồi đây vô mà cả nhà nha. Tiên là mình mai bán được không chị? Dạ. Rất là thích ăn ớt nè. Giao kêu bút ít nha, rau nhiều. Một tô đầy ụ luôn. Chẳng quá. Hai cô bán là rẻ lắm luôn á. Tô vậy có 25 ngàn thôi mọi người. Bình thường là 20 nha. Không biết nè. Không một em đi đi. Dẫn nha. Mời cho mời cả nhà nha. Nè để giờ. Anh khách mua đầu cá đem về đã có rồi đó cả nhà. Bây giờ là tới phần đầu cá của mình nè. Đúng rồi. Ngon quá mọi người. Dẫn lắm nha. Rất là cái mắm mè siêu ngon luôn. Cô là để gia vị trên đây luôn á, làm cho nó vừa ăn luôn. Nó sẽ có độ chua chua, ngọt ngọt. Đó, và cái vị mặn mặn. Cái đầu cá để ra không cô? Dạ để đầy đủ cho cô. Để đầy đủ ha. Cô nói em ăn cái phần đậu đũa này á, nó sẽ rất là bùi. Ăn thử xem. Ngon quá. Thật sự là mọi người có đi ngang đối diện chùa Bình An nè, người ghé ăn của cô ngon á. Mà rẻ nữa. Cô chuẩn bị mang cái phần đậu cá đặc biệt ra cho mình đấy cả nhà. Cô bảo đảm là ăn không một chút hôi và tanh gì luôn nha. Đậu đũa ăn vào dòng sụp luôn anh Thanh. Ừ. Nó không có bị hôi. Cá nhóc hết trơn à mọi người. Cá nhiều. Ừ. Và thịt to và dày nữa.
Đây. Siêu nhiều luôn á. Đây cho mọi cả nhà nha. Thơm quá. Khá thơm ngọt quá luôn. Mua một miếng ớt vô nè. Bất đã luôn, không có bị tăng nha. Chắc đưa có cái này xuyên. Nước dùng của cô là dừa luôn á. Wow. Dạ, cảm ơn. À, chú cho mình biết là cái dĩa vàng chú đem ra cho mình để đựng xương á cả nhà. Còn mình kêu cái đầu cá đây, cả nhà cùng xem với cái tô nè. Quá to luôn. À, con cho mình biết nữa nè, nó rau đầy đủ luôn ha. Hồi nãy là anh kia mua đầu cá về, cô cũng có để rau riêng nè, còn nước riêng nữa. Đó, bịch nước rất là to luôn. Cái đầu anh kia mua là cũng 30 á. Cái đầu này cũng 30. Em thấy là to nha. Đầu này của con nhiêu hả cô? 30 à con? Dạ. Dạ. 30 thôi. Ngon thịt, lắm. Thịt nó nhiều lắm luôn á mọi người. Mà cô nói cô làm cái phần đầu này rất là kỹ ha. À, những cái phần ruột mà nhỏ ấy cả nhà là cô lấy kéo cô cắt ra và cô cạo luôn ấy. Và đặc biệt là em gặp cái phần thịt đó, anh Thanh nó siêu nhiều luôn. Cái ruột nhỏ cô cắt ra. Dạ. Cắt ra cạo chấm. Ừ, rẻ lắm luôn á nha. Ồ, em là khi mấy con sên mấy con đổ đóng chấm. Dạ. Em phải cắt ra cái ruột nữa. Em nhìn những cái phần thịt là em rất là thích luôn anh Thanh. Là em hay ăn thịt cá nhiều á. Ồ, đã ha. Thôi sẵn tay thì cho ăn một phần miếng cá này luôn nha mọi người. Vừa cái phần ruột được cho anh Thanh ăn. Món tủ của mình đấy cả nhà. Bự lắm. Sự ở đây rất là ngon nha. Cái phần này nó béo béo. Nó tô quá chị, em không có tính tiền nha. Ôi à, cá của cô làm không bị tăng luôn. Không à, rất là ngọt và thơm. Ba mấy kỳ á, đặc biệt là anh cũng Thanh nói là có cái phần nghệ á. Thôi thơm lắm. Em sống em cái tình cái nghĩa lắm chị. Em thích cái tình cái nghĩa chứ không có cái bánh mè của cô không chơi được cái sản phẩm của họ. Thanh ăn thử chị. Tính toán thì cô có cho mình hay mà khách rất là thích cái món bánh mè của cô luôn. Ổng không có để cho bà. Em nghĩ là mọi người đi ông Xuyên là phải ghé quán cô thật sự luôn. Vừa rẻ. Ờ, em thích mấy vừa ngon nha. Không lấy tiền là mấy tính lắm. Bà đừng có ép em nha. Thấy cả nhà coi cái combo ở trên bàn của mình là cái phần ăn mình kêu ấy, 25.000 là cái tô của anh nhau, 30.000 là cái đầu. Đó, tổng chi phí là 55.000. Bể bụng luôn ấy cả nhà. Đừng lắm. Cái phần này là hai người ăn luôn á. Ờ. Hai cái tô thế này ăn gì hết cả nhà ơi. Ừ. Quyết nè. Gao nhiều quá chị lại. Dừa ha. Khách vào mua đem về nha. Ngon thử nè. Ngon nha mọi người. Vì nãy là mình với Thanh chạy ngang á, thấy là đông lắm. Thôi ghé vào xin cô luôn. Giới thiệu với mọi người nha. Cô bán ở trên đường Châu Văn Liêm vào lúc 11 giờ rưỡi cả nhà, bán dài cho tới chiều. Đối diện với chùa Bình An, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang ha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem đến giờ phút này, lại ủng hộ cho mình và anh Giao nha cả nhà ơi. Xin phép được bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.